Tại thành phố Hải Dương, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Dương lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã về dự và chỉ đạo đại hội. Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở đầu tiên của tỉnh Hải Dương. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã gợi mở một số vấn đề để đại hội nghiên cứu, thảo luận, như đại hội cần thảo luận làm rõ những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, phân tích những hạn chế cần phải khắc phục, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phân tích và nhận diện đúng bối cảnh tác động đến sự phát triển của tỉnh để đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới và xa hơn cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xứng tầm là đô thị trung tâm của tỉnh Hải Dương. Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 23, bầu Bí thư Thành ủy Hải Dương khóa 23 trực tiếp tại đại hội, bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 17. Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 7 tháng 6.